Alexander Povetkin hạ knockout Dylan White và những cú knockout của năm. Một năm ảm đạm của thế giới boxing sắp sửa khép lại. Vậy ai là người đã tạo ra cú knockout ấn tượng và đáng nhớ nhất trong năm 2020? Giải thưởng pha knockout hay nhất trong suốt 12 tháng của những trận chiến luôn là điều mà các võ sĩ hướng đến. Hạ gục đối thủ luôn là một điều đặc biệt, với một cú đấm hoàn hảo để kết thúc hoàn toàn cuộc thượng đài trong chớp nhoáng dưới các góc quay từ camera. Thường thì chúng ta chỉ cần nhìn lại một hoặc nhiều lần để thấy rõ động tác cùng sức mạnh của người ra đòn. Trong năm nay, không nhiều những cú đấm kết liễu được người hâm mộ chứng kiến từ tất cả các hạng cân. Dù vậy, khi nhìn lại chúng ta sẽ thấy rằng những tay đấm nhỏ con đã chứng tỏ được sức mạnh không nhỏ của mình. Dưới đây là 3 pha knockout nhiều khả năng sẽ giành giải thưởng. 1. Gervonta Davis knockout Leo Santa Cruz. Ngôi sao đang nổi lên rất nhanh là David đã tung ra một cú đấm tuyệt vời để hạ gục đối thủ vào tháng 10 vừa qua. Và anh sẽ có thêm điểm từ cuộc bình chọn nhờ màn thể hiện trước võ sĩ dày dặn kinh nghiệm như Santa Cruz. Trong trận đấu lớn nhất sự nghiệp cho đến hiện tại, Thanh đã dồn ép tay đấm người Mexico vào góc đài ở hiệp 6, rồi tung cú móc trái hiểm hóc vào cằm của Santa Cruz. Ngôi sao 32 tuổi lập tức ngã xuống và không thể đứng lên nổi trong một đêm Halloween khó quên. 2. Alexander Povetkin hạ knockout Dylan White. Thất bại của White là một trong những cú sốc ở boxing hạng nặng trong năm 2020, dù anh vẫn đứng đầu bảng xếp hạng của WBC. Trong số nhiều đối thủ có thể cân nhắc, White đã lựa chọn cái tên nguy hiểm là Povetkin để đối đầu. Và trong 4 hiệp đầu tiên, đó là trận đấu của riêng võ sĩ người Anh, khi kẻ vô người hoàn toàn áp đảo Bạch Sư. Nhưng biến cố đã xảy ra ở hiệp 5, khi Povetkin bất ngờ tung đòn hủy diệt của mình. Đó là một cú móc trái chớp nhoáng vào cằm, khiến cho White ngã xuống nhanh chóng. Chỉ với một pha ra đòn chính xác và uy lực, tay đấm người Nga đã khiến White nhận thất bại thứ 2 trong sự nghiệp. Naoya Inoue knockout Jason Moloney. Nếu Manny Pacquiao là niềm tự hào của Philippines, thì Naoya Inoue là sự hãnh diện của Nhật Bản. Khi anh là nhà vô địch thế giới ở 3 hạng cân, được mệnh danh là quái vật, Inoue đã chứng tỏ vì sao xứng đáng với tên gọi đó trong trận đấu gần nhất vào tháng 11. Trước Jason Moloney, trong cùng đêm mà Chavez đóng băng Santa Cruz, Inoue cho thấy khả năng đáng sợ của mình. Võ sĩ xứ Phù Tang đã kết liễu đối thủ người Australia với một cú đấm vòng tay phải cực mạnh ở hiệp 7, qua đó duy trì sự thống trị của bản thân ở hạng gà. Có lẽ người xem sẽ phải thốt lên wow khi cú đấm của Inoue được tung ra. Sự thực thì cả 3 màn trình diễn kể trên đều khiến khán giả kinh ngạc. 3 võ sĩ đều ở đẳng cấp cao, và 2 trong số đó là những người sở hữu thể hình khiêm tốn. Dù thế, những cú đòn họ tung ra không hề khiêm tốn chút nào. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Dylan White nghi ngờ âm mưu giả bệnh trốn kèo của Alexander Povetkin. Sau trận thua cuối tháng 8, Dylan White đã không thể phục thù Alexander Povetkin vì đối thủ người Nga bị nhiễm virus Covid. Do vậy, vào lúc này, tay đấm người Anh lại có suy nghĩ khác. White khiến dư luận xôn xao khi ra mặt và tuyên bố rằng anh không tin Povetkin thực sự dính vào Covid-19. Trao đổi với Sky Sports, kẻ vô người cho rằng tay đấm người Nga, đối thủ đã hạ gục mình ở hiệp đấu thứ 5 hồi tháng 8 sau 2 lần thượng đài, đưa ra lý do như vậy để có thêm thời gian chuẩn bị cho trận tái đấu giữa hai người. Người hâm mộ quyền Anh vẫn còn nhớ rằng Povetkin đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và phải chuyển đến bệnh viện sau đó. Điều này khiến cho trận so găng lần 2 giữa Anh và White diễn ra vào ngày 21 tháng 11 phải hoãn lại. Hiện tại thì Sasha đã xuất viện, nhưng Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục, và trận tái đấu đã được rời đến ngày 30 tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, White lại nhất định cho rằng đối thủ của mình không mang mầm bệnh nói trên. Cá nhân tôi không nghĩ rằng anh ta nhiễm Covid-19. Tôi cho rằng anh ta chỉ cần thêm thời gian để sẵn sàng thượng đài, vì anh ta đã bị tổn thương rất nhiều trong trận đấu lần trước. Và không mất nhiều thời gian, Andriy Ryabinsky, nhà tổ chức danh tiếng người Nga, đã đáp lại những gì tay đấm xứ sở sương mù tuyên bố. Đừng nghe những ý kiến riêng, hãy nhìn vào sự thật. Nó rất đơn giản. Sasha nhiễm Covid-19, anh ta đến bệnh viện. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ vận động viên thể thao nào. Chúng tôi có những tài liệu chứng cứ trong tay.
Nếu Eddie Here thắc mắc về bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp các tài liệu này. Cuối cùng, phải chăng White đã đi quá xa với phát biểu gây tranh cãi của mình? Nếu võ sĩ 32 tuổi không nắm được những chứng cứ về sự lừa dối từ Povetkin, thì đây đơn giản là cảm nhận của cá nhân anh, không có gì khác. Có thể hiểu được White đang rất thất vọng. Anh từng đứng trước cơ hội giành đai WBC hạng nặng đầy hứa hẹn, nhưng với một cú đấm móc nguy hiểm từ bạch sư của nước Nga đã phá hủy đi tất cả. Tất nhiên kẻ vô người muốn phục thù càng sớm càng tốt, vì Povetkin mới chỉ là người thứ hai từng thắng anh sau Anthony Joshua. Nhưng vào lúc này, White không thể làm gì khác hơn là phải chờ đợi đến đầu năm 2021. Về sự việc của Povetkin, White có thể nghi ngờ và có quyền nghi ngờ. Nhưng nếu khôn khéo và quan tâm đến uy tín của bản thân hơn, anh nên giữ im lặng. Dillon White sinh ngày 11 tháng 4 năm 1988 tại Portland, Jamaica, nhưng lại mang quốc tịch Anh. Võ sĩ cao 1m93 này có hai biệt danh là The Body Snatcher, kẻ vô người, và The Villain, gã côn đồ. Trước khi thi đấu quyền Anh, White từng là một võ sĩ kickboxing cũng như MMA. Tay đấm 32 tuổi là chủ nhân của đai WBC tạm quyền từ năm 2019 đến tháng 8 năm 2020. Ngoài ra thì White cũng nắm giữ danh hiệu nước Anh từ năm 2016 đến 2017. Hiện tại trong tổng số 29 lần tượng đài boxing hạng nặng chuyên nghiệp, võ sĩ gốc Jamaica thắng 27 trận, 18 lần hạ gục đối thủ và thua 2 trận trước Anthony Joshua và Alexander Povetkin. White từng đánh bại các đối thủ đáng chú ý như Marius Watt, Derek Chisora 2 lần, Joseph Parker. Dù là võ sĩ tuận tay phải nhưng trên sàn đấu, kẻ vô người cũng rất nguy hiểm với những cú đấm tay trái của mình. Anh còn khiến đối thủ phải e ngại bởi khả năng tấn công rất đa dạng vào mọi vị trí trên cơ thể của đối phương. Ở nước Anh, ngoài Joshua và Fury, thì White cũng là một tay đấm đã tạo dựng được danh tiếng lớn ở hạng nặng. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder chấn thương khủng khiếp, lụi bại sự nghiệp vì Tyson Fury. Tờ The Fringe dự đoán, năm 2021 sẽ có hai trận tài đấu đáng chú ý, đó là McGregor với Khabib, đặc biệt là Mayweather tranh hùng với Pacquiao. Sự nghiệp của Deontay Wilder đang đi xuống. Hồi đầu năm 2020, Deontay Wilder phải nếm trải thất bại đầu tiên trong sự nghiệp khi đối đầu với Tyson Fury. Vào tháng 2, võ sĩ người Mỹ đã để đối thủ đến từ Anh Quốc hạ đo ván ngay tại Las Vegas. Sau trận đấu, Wilder thừa nhận anh đã phải phẫu thuật ghép bắp và chấn thương ấy vẫn đang hành hạ tay đấm này. Nhiều người cho rằng sự nghiệp của Wilder sẽ đi xuống sau trận thua ấy. Trong sự nghiệp của mình, Wilder đã chơi 44 trận và có 42 chiến thắng, một hòa và một thua đều trước Fury. Làng võ thế giới chấn động trước những trận đại chiến trong năm 2021. Năm 2020, làng võ thế giới điêu đứng vì đại dịch Covid-19. Không có nhiều trận đấu đình đám diễn ra trong khoảng thời gian này. Các nhà tổ chức không muốn phí các trận đánh kinh điển mà không thu được nhiều tiền. Nhưng năm 2021 hứa hẹn bội thực các trận đấu võ đình đám một khi tình hình bình thường trở lại. Tờ The Fringe liệt kê dự kiến 3 trận đấu đình đám là Anthony Joshua đại chiến Tyson Fury để thống nhất 5 chiếc đai của làng quyền Anh hạng nặng. Trong khi đó thì Conor McGregor có thể thượng đài đấu với Manny Pacquiao. Và mới đây, các nguồn tin khẳng định Floyd Mayweather dự kiến sẽ tái xuất để đấu với YouTuber Logan Paul. Tờ báo này còn dự đoán có 2 trận đại chiến nữa có thể diễn ra và nó hứa hẹn sẽ có sức hút cực mạnh. Đó là màn tái đấu giữa McGregor và Khabib. Bên cạnh đó là màn tái ngộ trong mơ giữa Mayweather và Pacquiao. Pacquiao sẽ hạ McGregor dễ hơn Mayweather. Theo đánh giá của cựu võ sĩ Vladimir Klitschko, nếu Manny Pacquiao thượng đài để đấu với Conor McGregor, thì trận đấu này sẽ chênh lệch hơn rất nhiều so với trận Floyd Mayweather và Conor McGregor. Theo đó, tiến sĩ búa thép tin rằng lối chơi tấn công vũ bão của Pacquiao sẽ không cho một tay mơ như McGregor có thời gian để phán đoán và đưa ra giải pháp hóa giải. Ở trận đấu năm 2017, độc cô cầu bại hạ gục McGregor ở hiệp đấu thứ 10, nhưng Klitschko tin rằng Pacman sẽ chỉ cần 5 hiệp. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.